khả năng kiểm soát tốt hơn đến từ bên phía của Cerberus. Họ đã có 5 người ở đây để có thể lấy con dòng nước đầu tiên này, trong khi đó bên phía của RSG họ vẫn lao xuống với hạt thông nổ, đó là Lee Sin tấn công lao vào đó chiều cuối đến từ Vi. Wow, đó là Koki, anh ta bay ra với kiện hàng của mình thấp máu quá, đó là Taku. Taku thoát được, người thấp máu tan nát, nó chỉ còn một chấm máu mà thôi. Lee Sin đang chưa có sóng âm, Lee Sin sóng âm trúng vào người của Vi, nhưng giao tranh kết thúc mà không ai phải nằm. Với thế trận như thế này thì bên phía RSG họ cũng không bỏ qua những cái lợi thế của mình, và con sứ giả đang rất thấp máu, chỉ còn 2000, hoàn toàn có thể bị cướp, nhưng không, đó là cô gì anh ta giữ được con sứ giả của mình. Ở lao ra đó là Koki, Koki đang bị tấn công, Koki thấm máu không, đó là Vi, Vi bị hạ gục bởi Koki cơ, và điểm hạ gục dành cho bên phía của ASC 1-0, và đó cũng chính là điểm chiến công đầu ở phút thứ 7. Sứ giả vừa rồi đến từ bên phía của Koji, vì chúng ta đã có con rồng lửa ra thì họ hoàn toàn có thể tấn công vào hai mục tiêu, nhưng không. Ari trong tay của Taku đang gây sự khó chịu nhất định dành cho bên phía của ASC, trong khi đó người lao vào giữa đó là ai đây? Đó là Vi, Vi bị nằm xuống rồi. Người thứ hai là Nan, điểm hạ gục dành cho Lee Sin trong tay của Koji, và con rồng lửa đang nằm trong tay của họ. Họ có được rồng lửa và cân bằng tỷ số về cái này, đó là một con rồng gió nhanh cho họ, và họ đang dụ đối phương ra khu vực Baron. Họ đang đứng trên những khu vực hoàn toàn không có tầm nhìn, một pha đá lỗ lâm cực ngực về dùng sát thương rất nhanh. Kai'Sa nằm xuống không kịp ấn bất kỳ nút nào cả. Người tiếp theo đó là Vi cũng bị giữ chân lại và nằm xuống nốt. Akali bị ghim sóng âm trúng bay vào nhưng không đủ sát thương để làm gì Akali nữa. Sẽ phải chống trả cái tình huống này như thế nào đây? Đây, đang là những tín hiệu ăn Baron đến từ nhanh. Bên phía của ASG nó khá là nhanh. Họ biết được đối phương đang làm gì, có rất nhiều mắt vào xung quanh khu vực rào. Đó là chiều cuối. Bốn người rất hay đến từ Kai, và người có được Baron đó là Vi trong tay của Cerberus. Giao tranh được nổ ra và chưa ai phải nằm xuống trong pha thi đấu này. Tất cả lui về, Akali đang cố gắng bỏ nhà đi bụi, nhưng không sao, hãy đặt tên còn là chiến thắng. Bốn người còn lại hãy cầm bùa Baron về và cố gắng đép được cái đợt lính này rất thành công. Đang gần như xong con rồng vẫn muốn lao vào. Wow, qua ghề hất tung lên. Ui, Koki ngay lập tức bất ngờ nằm xuống trong pha thi đấu vừa rồi, và con rồng dành cho bên phía của ASG tiếp tục có thêm những điểm hạ gục của mình. Không, chỉ dừng lại ông sứ giả khen đứt. Đầu tiên là con cua đang có chiêu cuối lao vào rồi rất quyết liệt đến từ bên phía của ASG, và mục tiêu được nhắm vào đó là hai. Hai ngay lập tức phải nằm con rồng lửa. Rất khó để họ có thể làm điều đó, và lao vào rất tự tin, đó là Koji. Koji đấm chết được, đó là Ari trong tay của Taku. Taku nằm xuống quá sớm, trong khi đó khổng lồ hóa được búp lên hất tung được rất nhiều người. Các thành viên của phía Cerberus thấp máu quá, Nam chỉ còn một chấm máu, Nam thoát ra được. Và bên phía của ASG họ không nằm xuống bất kỳ một ai. Thể Long đếm được, đang có một tình huống muốn set up giao tranh ở khu vực trên. Trước mắt là tấn công của trụ, nhưng người bị hồn gió chúng đó là Trump. Trump đang cố gắng vùng với anh ta thoát ra được, bị thiếu bớt, bị tấn công. Và điểm hạ gục dành cho Taku, nhưng quay ngược trở lại, người thấp máu hơn đó là Hai. Hai có được điểm khổng lồ hóa đến từ Lulu, và anh ta thoát về thành công. Giao tranh vẫn diễn ra, người thấp máu phải bỏ chạy, đó là Taku rồi. Các thành viên của Cerberus, họ Cerberus có thể vận hành bộ combo của mình, nhưng khi mất đi khổng lồ họ có thể giao tranh được không? Lao vào trước, đó là Nam. Nam khiêu khích được rất nhiều người. Nam quay về, Nam bị xích bởi tối hậu thư. Nam thấp máu quá nhưng Nam vẫn còn sống. Người bị hạ gục mới là Hai cờ. Và bên phía của quyết định quay ngược trở lại đánh. Một phát đánh rất chủ động đến từ phía của Cerberus. Và người bị tấn công đó là Nam. Nam bị hạ gục, điểm hạ gục dành cho bên phía của Kermil trong tay của Nan. Nhưng họ bị tăng vào đuổi, đánh nhé chi đuổi. Nhưng lính được cường hóa sẽ là cái mục tiêu rất tốt để cho bên phía của ASG có thể đánh nhà và chiến thắng. 2-0 rất kinh nghiệm dành cho ASG. ASG tiến đến mục tiêu tối quan trọng nhất của mình là cái giải chính.